Cô xin chào các bạn lớp 12 ha. Hôm nay cô sẽ đến với một cái chủ đề, đó chính là cái bài tập của Quang Phổ Hero của các bạn ha. Cái tiết bài tập, được chưa? Bây giờ chúng ta muốn nói về cái Quang Phổ Hero thì chúng ta sẽ nói về các cái mức năng lượng và bán kính quỹ đạo chẳng hạn ha. Thì vậy chúng ta sẽ nói về là bài tập. Quang Phổ Hero. Bài tập về Quang Phổ Hero ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái Quang Phổ Hero này. Các bạn sẽ có các cái mức năng lượng và chúng ta có một cái hình vẽ. Nhớ vẽ hình cho cô đúng nè. Nha. Chúng ta có khi lấy em anh ôm phê quá đúng không? Đó, như vậy chúng ta vẽ ra cho cô là 2/3 thôi. Rồi, ở trên này chúng ta cũng sẽ lấy 2/3 thôi. Rồi, chúng ta lấy 2/3. Rồi, chúng ta sẽ lấy 2/3. Rồi, khi lấy em ăn ôm phê. Rồi, còn nữa các em. Quá phần bên này, được chưa? Mức năng lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số vô cùng, được chưa? Các cái quỹ đạo bên ngoài mà về quỹ đạo ca bạn sẽ có được đó. Vậy đây chính là cái dãy gì đây các bạn, đó là lầy mà. Và khi electron ở cái quỹ đạo này thì các bạn sẽ thấy đó chính là cái bột gì, tử ngoại. Tiếp theo các bạn trong này sẽ có bộ ánh sáng nhìn thấy màu đỏ, màu cam, đỏ lam, màu chàm và màu vạch, đó là màu tím. Đỏ, lam, chàm và tím. Chúng ta sẽ ký hiệu là alpha, beta, gamma và delta. Dạch này người ta gọi đó là cái dãy ba sen. À xin lỗi các bạn, đó là ban mê. Và còn ba vạch trong cái dãy đó là dãy ba sen. Dãy này người ta gọi đó là dãy ba sen. Như vậy thì trong cái vùng ánh sáng nhìn thấy này thì cái vùng các cái vạch quang của ban mê này nó còn rất là nhiều vùng ở đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy là một phần là nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, còn một phần là nằm trong gì? Tia gì? Tia tử ngoại, vùng tử ngoại. Còn ở đây toàn bộ là nằm trong vùng gì các bạn? Hồng ngoại. Và chúng ta hãy nhớ một cái công thức, đó là gì? Cái mức năng lượng ở một cái quỹ đạo nào đó sẽ bằng là -13.6 chia cho n bình phương, đơn vị là electron volt. Được chưa? Và còn một cái công thức đó là bán kính quỹ đạo Rn sẽ bằng là n bình phương nhân với lại R0. Trong đó R0 của bạn là một con số là 5.3 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Đó chính là bán kính quỹ đạo dân. Và ở đây chính là mức năng lượng, còn đây chính là bán kính quỹ đạo. Được chưa? Như vậy thì khi mà nó phát ra cái quang phổ vạch này nè các em, quang phổ vạch này nè, thì các em sẽ có được là E cao, mức năng lượng cao trừ cho E thấp, nó sẽ bằng đúng là HC trên cho lambda cao và thấp. Hoặc các bạn có thể dùng đó là H nhân với F, cao gì? Cao thấp. Tức là gì? Tần số và gì? Bước sóng. Các bạn có tần số và có gì? Có bước sóng để chúng ta hoàn toàn thực hiện. Và H này là hằng số của lăng, chính là 6.625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân gì? Nhân dây. Được chưa nào? Như vậy thì các em sẽ xoay quanh những vấn đề, chúng ta sẽ đi tìm mức năng lượng, rồi chúng ta đi tìm tần số, chúng ta tìm bước sóng và chúng ta đi tìm gì, đúng không, năng lượng, rồi bán kính gì, quỹ đạo chẳng hạn ha. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần gì, quang phổ gì thì rồi chúng ta đi vào bài tập số 1. Ví dụ 1, chúng ta có chiếu một
chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng là lambda bằng 0,72 micromet. Chúng ta hãy tìm tần số và tìm năng lượng. Trong đó năng lượng các em sẽ dùng đơn vị là joule và electron volt. Như vậy bây giờ cô sẽ cùng các bạn làm. Đầu tiên là tần số, các bạn sẽ có F sẽ bằng là C chia cho lambda. Trong đó C của bạn là 3 nhân 10 mũ gì? 3 nhân 10 mũ 8. Vì nó là mét trên giây nên các bạn đổi 0,72 nhân cho 10 mũ trừ 6 để nó đưa về mét. Và chúng ta sẽ bấm máy tính cùng cô. 3 nhân 10 mũ 8 chia ở dưới là 0,72 nhân 10 mũ trừ 6 chính là 14,16 nhân 10 mũ 14 kJ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái năng lượng. Năng lượng là E bằng HF hoặc là bằng HC chia cho lambda. Như vậy các bạn có F rồi, chúng ta sẽ dùng hàng số 15 là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhân với lại C là 3 nhân 10 gì? Mũ 8 chia cho bước sóng của chúng ta. Thôi chúng đừng dùng này, chờ dùng F thôi. Dùng F cho nhân. Nhân cho 4,16 nhân 10 mũ 14. Giờ sẽ bấm máy tính xem cho cô là nó ra bằng bao nhiêu. HF thôi, đúng rồi. Nhân với lại 6,625. 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 bằng 2,76 nhân 10 mũ trừ 19 và đơn vị là joule. Bây giờ cô muốn đưa về đơn vị electron volt thì cô sẽ lấy cái số này cô chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 và nó sẽ bằng là 1,725 electron gì? Volt. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách khác, là có một cái công thức nhanh là chúng ta sẽ dùng đơn vị electron volt này bằng cách là chúng ta sẽ có bước sóng đơn vị là micromet và năng lượng của bạn là 1,24 gì? 42 chia cho E của bạn là đơn vị là electron volt. Các bạn sẽ dùng chữ E cũng được hoặc là dùng chữ E này cho dễ nhìn ha, quen thuộc là như vậy. Như vậy bây giờ cô sẽ tìm E bằng đơn vị là electron volt thì bằng gì? 1,24 gì? 42 chia cho bước sóng của các em là 0,72. Các em không cần phải đổi đơn vị chỗ này là cô sẽ ra đáp án ở đây là E gì? E volt. Ha. Các bạn thử lấy là 1,242 chia cho 0,72 nó bằng là 1,725 đơn vị là electron volt. Đúng quy rồi đó các em, thấy chưa? Bây giờ muốn đổi từ electron này các bạn sẽ nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ gì? 19, các bạn sẽ có đáp án ngay nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua cái ví dụ số 2. Ví dụ 2 của bạn là electron trong nguyên tử sẽ chuyển từ mức năng lượng 3 về mức năng lượng số 1. Tính cái năng lượng photon và tần số phát ra khi đó. À, bây giờ từ 3 xuống 1. Bây giờ các bạn hãy tính cái tần số của photon khi phát từ 3 xuống 1. 1 2 3 từ 3 xuống 1 này. Chúng ta khi nó phát ra thì các bạn biết rằng theo tin đề của Bohr, bạn sẽ thấy là nó sẽ bức xạ và nó sẽ hấp thụ và phát xạ. Như vậy từ mức năng lượng cao mà nhảy xuống mức năng lượng thấp thì các bạn sẽ thấy nó phát xạ ra một cái tần số là tần số F và một cái bước sóng kèm theo đó là lambda 3 gì? 31. Khi mức năng lượng nó chạy từ 3 xuống gì? Xuống 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đề nó yêu cầu là En sẽ bằng là trừ 13,6 trên cho N bình phương electron volt. Đó. Như vậy bây giờ dựa vào kiến thức này và dựa vào công thức E cao E thấp này, chúng ta sẽ đi tìm cái tần số và cái bước sóng. Và vì mục đích cô nhìn thấy đơn vị đây là electron volt nên cô sẽ dùng công thức nhanh để cô giải cho nhanh.
cô không dùng HF này bởi vì nhân với máy tính rất là gì lâu. Và phần vật lý lượng tử này chủ yếu là các bạn lấy công thức gì gần đúng mà thôi. Như vậy thì cô sẽ lấy là E3 trừ E1. Như vậy cô có cái công thức luôn các bạn nha. Lambda này của cô là lambda 31 sẽ bằng là 1,242 chia cho E3 trừ E1. E3 vậy trừ 13,6 chia cho 3 bình phương là gì? 9. Trừ với trừ là thành cộng 13,6 chia cho 1 tức là bằng 1. Và chúng ta sẽ bấm máy tính để chúng ta tìm ra bước sóng gì? 31. Ta bấm máy tính cùng cô. 1,242 chia cho trừ 13,6 chia cho 3 bình phương là 9. Ở đây là 1 là 9 cộng cho 13,6 bằng bước sóng của bạn sẽ là bằng 0,1027 và micromet các bạn. Đó, đang dùng công thức được chưa? Và 31 tức là đang dùng tử ngoại thì nó là 0, đó là đúng. Được chưa? Đó, các bạn đã ra được gì? Bước sóng. Bây giờ cô muốn dùng tần số thì rất là dễ, bằng C chia cho gì thôi? Lambda là xong, đúng không? C là 3 nhân 10 mũ gì? Mũ 8. Chia cho lambda bây giờ là 0,1027 và nhớ đổi đơn vị là 10 mũ trừ gì? Trừ 6. Rồi xong, các bạn sẽ ra được gì? Tần số. Dựa vào hai mức năng lượng này chúng ta sẽ đi tìm bước sóng và tìm gì? Tần số. Và dựa vào công thức chúng ta là nhanh là 1,2. E cao trừ cho E thấp trừ 13,6 trừ với trừ là thành cộng 13,6 electron gì? Electron. Sẽ bước qua cái ví dụ số 3 các em nha. Ví dụ 3. Trong quang phổ hydro có bước sóng các vật như sau. Đó là trong vật thứ nhất. Của Lyman. Là lambda 21 bằng 0,1216 micromet. Vật đầu tiên của ban mê là lambda. Vật đầu tiên của ban mê chính là 32 và nó chính là bằng 0,6563 micromet. Vật đầu tiên của ba sen, đầu tiên của ba sen tức là lambda của bạn là 43 bằng 1,8751 micromet. Tìm bước sóng của hai vật của quang phổ vật thứ hai và thứ ba trong dãy Lyman. Đi tìm bước sóng thứ hai và thứ ba trong dãy Lyman tức là lambda của bạn đi tìm đó chính là 31 và lambda 41. Và vậy thứ hai tức là của ba mê tức là lambda của beta và nó chính là lambda gì các bạn? 42 bằng chấm hỏi. Đó, như vậy chúng ta sẽ có những cái bài tập như vậy. Giờ chúng ta làm thế nào đây? Đầu tiên là các bạn sẽ dùng công thức nhanh để giải. Cách số 1, dùng công thức nhanh về công thức nhanh cô chỉ cần nhìn vào đây thôi, cô không cần nhìn trên cái đề bằng bao nhiêu hết. Cô sẽ có lambda 31 sẽ bằng 1,242 cô chia cho E3 đó là trừ 13,6 chia cho 3 bình phương là 9 cộng cho 13,6 xong. Bây giờ cô tìm 41, lambda 41 sẽ bằng
1,242. Cô chia cho E4 là trừ 13,6, chia cho 4 bình phương là 14 bình phương, cộng cho 13,6, bấm máy tính. Tiếp tục cô có lambda của cô tiếp theo là lambda 41, rồi lambda 42 sẽ bằng gì? 10,242 cô chia cho trừ 13,6. Lambda của cô là lambda 42 sẽ bằng 11,242 chia cho E4 trừ E3, đó là trừ 13,6 chia cho 4 bình phương cộng cho 13,6 chia cho 2 bình phương. Bây giờ cô sẽ bấm máy tính, cô sẽ tìm ra các cái bước sóng này ngay lập tức. 1,242 chia cho trừ 13,6 chia cho 9 cộng 13,6 bằng, chúng ta sẽ ra cái bước sóng của chúng ta là 0,1027 micromet. Tương tự như vậy các em sẽ chia cho dưới này là 16 và 4 bình phương là 16. Rồi nó sẽ ra được là 0,097 micromet. Tương tự như vậy các em sẽ đổi ra đây cho cô là 4 bình là 16, ở đây các bạn sẽ chia cho 13,6 chia cho 4 bằng chính là 0,487 micromet. Đó. Như vậy các em hãy giữ cái đáp án lại. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cách số 2 của chúng ta, là chúng ta dựa vào các cái dữ liệu đề bài này để chúng ta giải. Các em giữ lại các cái đáp án giùm cô nha, giữ lại cái đáp án của cô để cô sẽ dùng cái phương pháp công thức để cô giải cho các bạn. Đó là chúng ta sẽ nói về cái cách số 2. Cách số 2 của ta. Được chưa? Cách số 2 của mình đó là mình có vạch thứ nhất là 21, là mình có vạch 21. 21 đâu? Đây. Mình có vạch thứ nhất của ban mê. Đây. Mình có anh này. Bây giờ mình sẽ đi tìm anh này và anh này. Như vậy thì các em sẽ nhìn là lấy anh này nè, cộng anh này thì ra anh dài này rồi xong. Như vậy cô sẽ có được là anh lambda 1 trên lambda 31 sẽ bằng 1 trên lambda 21 cộng cho 1 trên lambda 32. Từ đây ta sẽ giải được lambda 31. Các bạn hãy cùng cô tính thử coi nó có ra đúng không nha. 21 tức là 0,31 là lấy tích chia tổng, là trên tổng, trên tích chia tổng 31 với 21 ta sẽ có được là 0,1216 nhân với lại 32 là 0,6563, ở dưới là 0,1216 cộng 0,6563 bằng trên tích dưới tổng, các bạn sẽ ra được đúng y là bằng 0,1025. Đó, các em có nhìn thấy đúng chưa? 0,1027 thì gần đúng là được, đúng không? Rồi bây giờ ta tiếp tục là vạch đầu tiên của ban mê. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là lambda 1 trên lambda 41. 41 là anh này các em. 41 là anh này. Như vậy thì các em phải lấy cái anh vừa tìm, đó là anh 31, em cộng cho anh 43 là ra, đúng không? 1 trên này chúng ta sẽ có được 1 trên lambda 31 vừa tìm cộng cho 1 trên lambda 43. Từ đây các bạn sẽ tìm ra được lambda 41 trên tích dưới tổng. Trên tích dưới tổng thì nghịch đảo là trên tích dưới tổng, các bạn sẽ có được là bằng 0,1025. Tích của mình
đó chính là 43. 43 của mình là 1,875. 875 dưới tổng của mình là 0,1025 cộng cho 1,875 bằng là 0,097, đúng chưa các em? 0,097 micromet, hoàn toàn đúng, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ ta tiếp tục còn một vạch cuối cùng là lambda 42. 4 ở đâu? 2 ở đâu? 42 ở đâu? Đây, ở đây. 42 đây. Thì các em sẽ lấy 32 các em cộng cho 43 là xong, đúng không? 32 cộng 43 cộng, nhưng mà phải nghịch đảo năng lượng các bạn nha. 1 trên lambda 42 bằng 1 trên lambda 43. 43 là đoạn này. Cộng cho, cộng cho 1 trên lambda 32. 32 đây, 43 đây, thì ra được cái đoạn 42, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy 32. 32 của chúng ta là bao nhiêu hồi nãy quên mất rồi. Mới hồi nãy các em có cái 32 là bao nhiêu quên mất rồi. Ba hai của các em là 0,6563, 0,6563 nhân với lại 43. 43 của mình là bao nhiêu? 43 của mình là 1,8751 trên cho chỉ tổng là 0,6563 cộng cho 1,8751 bằng 0,48. Suy ra được lambda 42 sẽ bằng 0,486 micromet. Đó, các em sẽ thấy hoàn toàn 487 gần bằng 461, gần bằng thôi. Và ở đây là công thức gì các bạn? Gần đúng thôi. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là đáp án nó gần đúng thôi. Cho nên là khi ở cái này thì các bạn phải cần có hình vẽ nữa ha. Rồi các bạn cần phải cộng tích cộng nữa, được chưa? Nhưng cái lý thuyết thì nó sẽ ra các cái mức sống như thế này, thì các bạn phải biết rằng là gì? Ở đây chính là hiệu hai mức năng lượng, nên các bạn sẽ đưa ra bước sống thì các bạn phải nghịch đảo lên, được chưa nào? Và nếu mà dùng công thức nhanh thì các bạn chỉ cần phát hiện ra là các bạn thuộc rồi. Khi lấy em anh ôm phê 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 xong, các bạn sẽ nhớ được các cái mức năng lượng là 3,1,2,1,4,1 chẳng hạn. Bạn đã phát hiện ra điều đó rồi thì bạn chỉ cần dùng công thức nhanh là các bạn sẽ giải được thôi. Ok, như vậy thì các bạn sẽ cùng cô chúng ta sẽ đến với cái phần bài tập về quang phổ hydro. Chúng ta áp dụng những cái kiến thức bài tập mà cô giải thích cho các bạn trong video của các bạn, để các bạn giải các cái bài tập về đề đại học các năm của cái quang phổ hydro. Vì trong cái thời gian này thì cô nghĩ rằng là các bạn không có đủ nhiều thời gian để tìm hiểu nhiều, cho nên là chúng ta sẽ tận dụng tất cả những kiến thức mà cô dạy giảng bài tập cho các bạn, để chúng ta sẽ áp dụng để giải cái bài tập trắc nghiệm này cho nó thiệt là nhanh. Ok, như vậy cô đã chỉ cho các bạn cái phương án nhanh rồi. Như vậy thì câu số 1 đề cao đẳng 2007. Trong quang phổ của hydro, quang phổ hydro, các bước sóng thứ nhất của dãy Lyman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về K là 0,1217 micromet. Vạch thứ nhất của dãy Balmé ứng với sự chuyển hóa từ M về L là 0,6563 micromet. Bước sóng của quang phổ thứ hai trong dãy Lyman chuyển từ quỹ đạo M về K bằng bao nhiêu? Như vậy cô muốn các bạn phải nhìn vào cái hình vẽ của cô, và quan trọng nhất là các bạn nhìn từ M về K, tức là quỹ đạo số 3 về quỹ đạo số 1 chẳng hạn, thì các bạn lập tức là lambda 31 sẽ bằng 1,242 chia cho E3 trừ E1. Đó, các bạn vận dụng thật là nhanh để giải các bài tập này. Chúng ta bước qua câu số 2, đề đại học 2007. Cho một electron volt bằng 1,6 x 10 mũ trừ 19 joule, hằng số Planck h bằng 6,625
nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây. C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Khi electron trong nguyên tử hiển từ quỹ đạo có mức năng lượng em bằng trừ 0,85 electron volt sang quỹ đạo n, en là bằng trừ 13,6 electron volt thì nguyên tử sẽ phát điện từ có bước sóng A 0,434 micromet, B 0,486 micromet, C 0,0974 micromet và D 0,6563 micromet. Và cô muốn các bạn dùng công thức nhanh, bởi vì ở đây là em và n đều là đơn vị là electron volt, nên chúng ta chỉ dùng công thức 1,242 chúng ta chia cho cái bước sóng này cho nó nhanh, bằng hiệu hai mức năng lượng này là xong. Chúng ta qua câu số 3, đề cao đẳng 2008. Gọi lambda alpha beta lần lượt là hai bước sóng ứng với vạch màu đỏ và vạch màu lam của dãy ban mê. Lambda 1 là bước sóng dài nhất của dãy ba sen trong quang phổ vạch của nguyên tử hydro, biểu thức liên hệ của lambda alpha, lambda beta và lambda 1. Các bạn xem lại video các bạn nha. Bài tập ví dụ cô hướng dẫn chỗ này rất kỹ. Câu số 4, đề cao đẳng 2008, biết rằng hằng số Planck H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây và độ lớn của điện tích nguyên tố 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Khi nguyên tử hydro chuyển từ trạng thái có mức năng lượng trừ 1,514 electron volt chuyển sang mức năng lượng trừ 3,407 electron volt thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số A 2,571 nhân 10 mũ 13 Hz, B 4,572 nhân 10 mũ 14 Hz, C 3,879 nhân 10 mũ 14 Hz và D 6,542 nhân 10 mũ 12 Hz. Như vậy thì các bạn chỉ cần là hiệu hai mức năng lượng và lấy 1,242, bởi vì các em yên tâm câu này là electron volt cho nên chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm là chúng ta dùng công thức 1,242 để chúng ta sẽ chia cho cái hiệu hai mức năng lượng này, chúng ta ra được bước sóng. Sau khi có bước sóng, các bạn tận dụng ngay công thức lambda bằng C chia F để các bạn tìm ra F. Nhưng với cái công thức bước tần số này, các bạn hãy lưu ý là C là 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây, nên các bạn phải đổi cái bước sóng mà các em tính hồi nãy ra đơn vị là gì? Mét. Câu số 5, đề đại học 2008. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của A, một photon bằng năng lượng nghỉ của electron. B, một photon phụ thuộc vào khoảng cách từ photon nó tới nguồn phát ra nó. C, các photon trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau. D, một photon tỷ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon đó. Và cô muốn các bạn hãy xem cho kỹ cái video, ví dụ vì ở đây cô thấy có một cái công thức mà cô truyền tải đến các bạn nó rất là nhanh, đó là công thức 1,242 để chúng ta lấy cái hệ số đó chúng ta chia cho hiệu hai mức năng lượng đơn vị là electron volt thì rất là nhanh. Và cô muốn các bạn chúng ta sẽ xem video không tua để chúng ta học để chất lượng hơn, vì công sức cô mà bỏ ra đối với một cái video của các em là rất là nhiều. Và cô muốn các em được hưởng những cái quyền lợi đó, các bạn hãy xem một cách từ từ và chúng ta đừng tua video. Và nếu không hiểu, chúng ta có quyền chúng ta tua lại cái bài đó để chúng ta xem lại. Các bạn phải xác định ra mục tiêu của bạn, bạn học cái gì, tương lai của bạn làm gì, chứ bạn đừng bao giờ là nghe theo người khác và cứ chạy hết chỗ này học đến chỗ kia học thì kết quả các bạn sẽ không học được gì cả. À, như vậy chúng ta tiếp tục qua câu số 6.
Đề đại học 2008 trong quang phổ của nguyên tử hydro, nếu bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lyman lambda 1 và bước sóng cạnh kề với nó trong dãy là lambda 2 thì bước sóng lambda alpha của quang phổ hydro trong ba mê là, và cô cũng đã hướng dẫn các bạn là 1 trên lambda, cho nên các bạn đảo ngược là nếu cộng thì trên tích dưới tổng. Các bạn hãy nhớ cái điều đó cho cô để các bạn giải cái bài tập số 6 này. Nếu các bạn không hiểu thì các bạn nhớ xem lại video và cứ bình tĩnh ngồi xem lại từ từ. Và trong cái quá trình cô dạy, cô cũng đã muốn nhắn nhủ cho các em những cái điều mà cần thiết đối với các bạn. Chúng ta qua câu số 7, đề đại học 2008. Trong nguyên tử hydro, bán kính quỹ đạo Bo là 5,3 x 10 mũ trừ 11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N, các bạn sẽ có công thức Rn sẽ bằng N bình phương nhân R0. Chỉ như vậy thôi. Và các bạn hiểu rằng là khi lấy em anh đó, có những cái cô mà hướng dẫn các bạn để nhớ rồi, các bạn chỉ cần phát hiện cho cô quỹ đạo N là quỹ đạo số mấy mà thôi. Câu số 8, đề cao đẳng 2009. Đối với nguyên tử hydro, các mức năng lượng ứng với quỹ đạo KM có giá trị lần lượt trừ 13,6 electronvolt, trừ 1,51 electronvolt cho hằng số Planck là bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây, C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây và electron bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử hydro có thể phát ra bức xạ có bước sóng. Và cô không nhìn thấy các bạn hỏi bài cô ha, các bạn đã thấy một cái điều của mình là không đúng rồi đó. Các bạn không comment phía dưới để hỏi những cái bài tập vì các bạn không quan tâm và các bạn chỉ làm cho có thôi. Như vậy cô thấy điều đó các bạn nên khắc phục. Câu số 9, đề cao đẳng 2009. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hydro, bước sóng dài nhất của quang phổ trong dãy Lyman và Banmei lần lượt là lambda 1 và lambda 2. Chấm bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lyman có giá trị nào? Vậy các bạn vẽ cái hình ra, bài tập này chúng ta nên vẽ hình. Và chúng ta học thuộc cái quang phổ mà cô đã bày cho các bạn vẽ đó. Câu số 10. Đề đại học 2009, nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng là trừ 13,6 electronvolt. Để chuyển sang trạng thái có mức năng lượng trừ 3,4 electronvolt thì nguyên tử hydro phải hấp thụ photon có năng lượng A 10,2 electronvolt, B trừ 10,2 electronvolt, C 10 rho ở trạng thái kích thích mà electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về quỹ đạo dừng bên trong thì phát ra quang phổ của đám nguyên tử bao nhiêu vạch? Quỹ đạo N là khi lấy em anh, quỹ đạo N là quỹ đạo số 4. Các bạn nhớ là công thức để phát ra vạch tối đa là N nhân N trừ 1 chia cho 2. Câu số 12, đề đại học 2009. Đối với nguyên tử hydro, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 0,1026 micromet. Lấy H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây, electron bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 joule và C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Năng lượng của photon này sẽ bằng A 1,21 electronvolt, B 11,2 electronvolt, C 12,1 electronvolt và D 121 electronvolt. Câu số 13, đề đại học cao đẳng 2010. Khi electron ở quỹ đạo thứ N thì năng lượng của nguyên tử hydro được tính theo công thức trừ 13,6 trên N bình phương electronvolt với N là những số 1, 2, 3, vân vân. Khi electron trong nguyên tử hydro chuyển từ quỹ đạo dừng N bằng 3 sang quỹ đạo dừng N bằng 2
thì nguyên tử hydro phát ra photon ứng với bức xạ có bước sóng bằng A 0,435 micromet, B 0,4861 micromet, C 0,6576 micromet và D 0,4102 micromet. Câu số 14. Khi đề đại học cao đẳng 2010, theo mẫu nguyên tử bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hydro là R0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt A 12 R0, B 4 R0, C 9 R0 và D 16 R0. N là quỹ đạo số 4 và L là quỹ đạo số 2. Câu 15, đề đại học cao đẳng 2010. Nguyên tử hydro chuyển từ trạng thái có mức năng lượng En bằng trừ 1,5 electron volt sang trạng thái dừng có mức năng lượng Em bằng trừ 3,4 electron volt. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hydro phát ra sắp xỉ bằng A 0,654 nhân 10 mũ trừ 7 m, B 0,654 nhân 10 mũ trừ 6 m, C 0,654 nhân 10 mũ trừ 5 m và D 0,654 nhân 10 mũ trừ 4 m. Câu 16, đề đại học 2011. Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ N thì năng lượng của nguyên tử hydro được xác định bởi công thức En bằng trừ 13,6 trên N bình phương electron volt với N bằng 1, 2, 3. Khi electron trong nguyên tử hydro chuyển từ quỹ đạo N bằng 3 về quỹ đạo N bằng 1 thì nguyên tử phát ra bước sóng lambda 1. Khi electron chuyển từ trạng thái dừng N bằng 5 về quỹ đạo N bằng 2 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng là lambda 2. Mối liên hệ giữa lambda 1 và lambda 2 là A 27 lambda 2 bằng 128 lambda 1, B lambda 2 bằng 5 lambda 1, C 189 lambda 2 bằng 800 lambda 1 và D lambda 2 bằng 4 lambda 1. Như vậy thì các em hãy nhớ ký hiệu hai mức năng lượng để chúng ta đưa ra công thức gì làm ra. Và các em hãy comment phía dưới để cô cùng các bạn giải đáp. Vì các bạn không hỏi thì cô không biết là bài nào các bạn có thể làm được không và các bạn có hiểu bài không. Và cái quan trọng nhất là các bạn có bản lĩnh để cùng cô học cái môn vật lý hay không. Câu 17, đề đại học 2011. Trong nguyên tử hydro, bán kính bo là R0 bằng 5,3 nhân 10 mũ trừ 11 m. Ở trạng thái kích thích của nguyên tử hydro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính R bằng 2,12 nhân 10 mũ trừ 10 m. Quỹ đạo có tên gọi là A, L, B, O, C, N và D, M. Các bạn dùng công thức bán kính quỹ đạo Rn sẽ bằng N bình phương nhân R gì? R0. Câu 18, đề đại học 2012. Theo mẫu nguyên tử bo, trong nguyên tử hydro, khi electron chuyển từ quỹ đạo B về K thì nguyên tử phát ra photon ứng với bức xạ lambda dưới tần số F1. Khi electron chuyển từ quỹ đạo B về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra photon với tần số là F2. Chấm. Nếu electron chuyển từ quỹ đạo L về K thì nguyên tử phát ra photon ứng với bức xạ có tần số A F3 bằng F1 trừ F2, B F3 bằng F1 cộng F2, C F3 bằng căn bậc 2 của F1 bình cộng F2 bình và
D F3 bằng F1 nhân F2 trên F1 cộng F3. Các bạn biết rằng là F sự nghịch đảo với lambda. 1 trên lambda bây giờ các bạn sẽ bằng F. Câu số 19, đề cao đẳng 2011. Khi nguyên tử hydro đang ở trạng thái dừng với electron chuyển động trên bán kính có quỹ đạo lớn gấp 9 lần so với bán kính quỹ đạo bo. Khi chuyển về trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì nguyên tử sẽ phát ra các tần số khác nhau. Có thể nhiều nhất bao nhiêu tần số? A. 1. B. 3. C. 2. Và D. 4. Các bạn đừng vội vàng lên mạng để các bạn cốp các đề đại học cao đẳng này ra, xong các bạn chép đáp án thì các bạn sẽ thành một con vẹt. Chúng ta phải học, phải suy nghĩ về những cái lý thuyết mà cô đã dẫn dắt các bạn và những cái tập video cô làm để hỗ trợ các bạn. Chứ không phải là các bạn chỉ ngồi đó và các bạn chép ra một đáp án rồi các bạn đối phó với cô thì tương lai của các bạn chứ không phải là tương lai của cô. Câu số 20, đề cao đẳng, đề đại học 2013, biết bán kính quỹ đạo bo R0 bằng 5,3 x 10 mũ trừ 11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M của nguyên tử hydro bằng A. 84,8 x 10 mũ trừ 11 m. B. 21,2 x 10 mũ trừ 11 m. C. 132,5 x 10 mũ trừ 11 m. Và D. 47,7 x 10 mũ trừ 11 m. Như vậy sau khi các bạn làm xong đề của cô thì các bạn đến với một cái đường link bài tập để các bạn điền vào đó để các bạn sẽ biết được đáp án của mình là đúng được bao nhiêu câu. Và cô cũng thấy một vấn đề cần chia sẻ với các bạn. Những cái video bài tập này các bạn hãy chép lại cái bài tập vào trong vở và các bạn sẽ xem những cái phương pháp mà cô diễn đạt đến cho các bạn. Và tất cả những gì cô làm cho các bạn thì các bạn sẽ thấy một vấn đề là cô đã bỏ bao nhiêu công sức vào trong đó. Và hy vọng rằng các bạn sẽ đáp lại bằng một gì, tạo động lực cho cô bằng một nút gì, một nút like, ok. Và gì, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong cái video tiếp theo của chúng ta về cái chương trình vật lý 12.